An Gia Lai triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp cuối năm. Thí sinh Lê Văn Thuận, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất tại hội thi. Gia Lai có 153 thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trung học phổ thông cấp tỉnh bảng A. Thành phố Pleiku đạt giải nhất hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông. Phân bổ 1,5 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hà Ra. Xin chào, các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 29 tháng 10, phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai Điện tử. Vừa rồi là những thông tin chính có trong bản tin hôm nay. Sau đây, mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành giao ban công tác công an tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Ra Lan Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và trưởng các đơn vị công an địa phương. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Ra Lan Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được trong tháng. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị công an địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã đề ra từ đầu năm, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và Tuần Văn hóa Du lịch Gia Lai. Cùng với đó, công an các đơn vị địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, đặc biệt vào dịp cuối năm. Sau một ngày diễn ra sôi nổi, hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023 đã bế mạc vào chiều ngày 27 tháng 10. 12 thí sinh đã hoàn thành các phần thi gồm chào hỏi, thuyết trình, trả lời câu hỏi kiến thức chung, nghiệp vụ và xử lý tình huống. Theo đó, các thí sinh đã bám sát vào những chủ đề mà ban tổ chức đã hướng dẫn, gồm nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định về chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức đảng, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy và cấp trên trực tiếp liên quan đến chi bộ. Hầu hết các thí sinh đều có sự đầu tư, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các phần thi. Nhiều thí sinh đã liên hệ sát với thực tiễn cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đang công tác. Kết quả, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Cụ thể, trao giải nhất cho thí sinh Lê Văn Thuận, Phó Bí thư chi bộ 5, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Tỉnh Gia Lai có 153 thí sinh đạt giải học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh bảng A. Dẫn đầu là trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương với 131 học sinh đạt giải, gồm 9 giải nhất, 23 giải nhì, 39 giải ba và 60 giải khuyến khích. Tiếp đến là trường Trung học phổ thông Chi Lăng với 8 giải, gồm 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai có 4 giải, gồm 1 giải ba, 3 giải khuyến khích. Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu thành phố Pleiku có 3 giải khuyến khích. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm huyện Chư Sê có 2 giải khuyến khích. Các trường Trung học phổ thông Anh Hùng Núp huyện Cờ Bang, Huỳnh Thúc Kháng huyện Gia Rai, Lê Thánh Tông thị xã Azumba, Nguyễn Thái Học huyện Chư Pứ, mỗi trường có 1 thí sinh đạt giải khuyến khích. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai huyện Đắk Đoa có 1 giải ba. Riêng 3 trường Trung học phổ thông Lê Lợi thành phố Pleiku, Trung học phổ thông Lê Lợi, Trung học phổ thông Pleiku thành phố Pleiku và trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo huyện Mang Giang không có giải. Được biết, kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh bảng A năm nay có 382 thí sinh đến từ một số trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia với 9 môn thi: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Chiều ngày 27 tháng 10, tại hội trường mùng 2 tháng 9 thành phố Pleiku đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông năm 2023. Hội thi do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh tổ chức. Theo đó, trong 2 ngày thi,
63 thí sinh của 21 đội đến từ 17 huyện thị xã thành phố và 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang, Chư Sê, Chư Prong, Chư Bả đã lần lượt thực hiện 3 phần thi gồm chào hỏi, kiến thức và phần thi xử lý tình huống. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã chọn ra những đội thi xuất sắc, trong đó giải nhất phần thi chào hỏi đã thuộc về huyện Chư Prong, giải nhất phần thi kiến thức chung thuộc về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả, giải nhất phần thi xử lý tình huống thuộc về đội huyện Chư Prong. Đồng thời, giải nhất toàn đoàn đã thuộc về đội thành phố Pleiku, hai giải nhì thuộc về đội huyện Gia Krai và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả, ba giải ba thuộc về huyện Chư Prong, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Prong và huyện Công Chro. Ngày 27 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai ban hành nghị quyết phát triển sản phẩm ô cốp về du lịch cộng đồng Mơ Hờ Ra, xã Công Lương Khơng. Theo đó, Hội đồng Nhân dân huyện thống nhất phân bổ 1,5 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện để thực hiện dự án mô hình phát triển sản phẩm ô cốp về du lịch cộng đồng Mơ Hờ Ra, xã Công Lương Khơng. Trong đó kinh phí chi hỗ trợ truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch nông thôn 1,1 tỷ đồng, chi tập huấn, đào tạo nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng là 400 triệu đồng. Hội đồng Nhân dân huyện giao Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức thực hiện nghị quyết đảm bảo chất lượng theo quy định, đồng thời đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, mặt trận và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình bám sát việc thực hiện nghị quyết. Được biết, làng du lịch cộng đồng Mơ Hờ Ra đã và đang được huyện Cờ Bang tập trung đầu tư theo nghị quyết số 07 ngày 2 tháng 11 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về thu hút đầu tư phát triển các loại hình du lịch gắn với phát triển dịch vụ nhằm khai thác, phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch trên địa bàn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Phương Linh cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 30 tháng 10.